Em thấy cà phê giống lá xoài của anh quay lên so với giống thiện trường thì nhìn có vẻ như là giống lá xoài đóng trái hơn. Hôm nay sẽ trả lời đến câu hỏi của em. Bạn này bạn xưng mình bằng anh thì mình trong clip thì mình cũng xưng xưng bằng em thì mình cũng xin xưng bằng anh trong clip với bạn đấy để nói chuyện cho dễ nha mọi người. Đối với những câu hỏi khác có bác nào lớn tuổi hơn thì mình vẫn xưng bằng bác như thường thôi. Còn đối với câu hỏi này thì mình xin phép xưng bằng anh với bạn này để mình trả lời câu hỏi của bạn này nha mọi người. Thì hôm nay anh sẽ quay lên cho em xem. Đây là trước mắt em. Anh sẽ quay cái giống thiện trường trước nha. Đây là cái giống thiện trường này. Giống thiện trường thả đọt đa thân nha. Rồi xíu nữa anh sẽ đi quay cái lá xoài. Rồi em và mọi người có thể xem được cái clip của anh thì tự đưa ra nhận xét cho bản thân mình. Thì bây giờ anh sẽ quay cái giống thiên trường trước đi. Đây là những cái cành thiên trường này mọi người. Đấy, tất cả mọi người đang nhìn thấy trước mặt đây là đều là cái giống thiên trường hết. Xem em có thể đánh giá xem cái mật độ trái nó sẽ như thế nào. Anh thì anh quay trước, anh quay cái hai cái giống này trước rồi xíu nữa anh mới đưa ra cái đánh giá của bản thân anh. Em có thể xem cũng như mọi người xem clip là tự đưa ra cái đánh giá cho bản thân. Đây là những cái cành thiên trường đây. Anh đang quay đều là thiên trường hết nhá. Không biết là mọi người trong cam có nhìn rõ không ta? Anh đang quay thiên trường. Quay thiên trường nhá, cho em xem nhá. Đều là thiện trường hết, đa thân thả đọt hết. Đôi khi đi quay dưới gốc như thế này không ấy, mọi người đôi khi không nhìn thấy rõ trái nó mấy, tại vì trái nó cành nó ở trên cao rồi. Khó nhìn quá, không có flycam để bay cho mọi người xem. Thiện trường thì năm nay nó chỉ như thế này thôi mọi người, nó không có được hơn nữa, trái nó chỉ như vậy thôi, trái nó đi đến mức này thôi. Rậm quá mọi người ạ, rậm quá, quay thì thấy một phần nào đấy thôi. Giờ mình thử leo lên trên cây này mình quay cho mọi người xem nhá. Tại vì quay như thế này thì mọi người sẽ không nhìn thấy gì cả. Lý do là cả anh làm đa thân thả đọt cao quá rồi. Giờ anh phải leo lên trên này để mình quay được. Đây là những cảnh thiện trường thả đọt trên cao này. Mình đang ở trên ngọn nó nhá. Cao quá. Không biết mọi người nhìn thấy không ta? Còn đây là những cái cây lá xoài nhà anh đang có đây. Những cái cây đầu tiên vừa trước mọi người đang xem đó là thiện trường. Còn đây là lá xoài nhá. Quay cả hai loại luôn để em cũng như mọi người tự đánh giá cái số lượng trái nhá. Đây là cành lá xoài này. Lá xoài đây mọi người. Đó, lá xoài nhá. Xoài nha. Em cũng như mọi người xem có thể tự tự đưa ra so sánh cho mình nhá. Anh chỉ quay lên thôi. Tiếp tục lá xoài này. Đây cũng là lá xoài luôn này. Thằng này tiếp tục là lá xoài tiếp.
Đây, lá xoài trước mặt mọi người này. Đây. Đây luôn này. Đây này. Kìa, những thằng kia lá xoài này, những thằng mà mình đang quay zoom lên cho mọi người xem á. Còn đây, đây là những thằng thiên trường này. Thiên trường đây. Kìa. Kìa luôn. Đây trước mặt mọi người đây. Đây. Còn đây là lá xoài này. Với là quay qua clip có lẽ là mọi người sẽ không nhìn rõ. Không nhìn rõ mấy. Cũng làm clip như thế thôi thì mọi người xem thì tự đánh giá nha.